Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hôm nay thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019, chương trình có những tin chính sau đây. Ngày làm việc thứ 13 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 3 ngày từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng 11. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 14 tỷ. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, đúng phạm vi chất vấn, các thành viên chính phủ, trưởng ngành trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và có giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện. Sau phiên chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để chính phủ, các bộ ngành triển khai thực hiện và làm cơ sở để các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn. Đã có 64 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho thấy vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực mà cử tri cả nước rất quan tâm và còn nhiều trăn trở. Nhiều vấn đề nóng của ngành đã được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời đại biểu Quốc hội như giải pháp tăng giá trị sức cạnh tranh của hạt gạo, chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản, thủy sản, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, công tác quản lý, hỗ trợ xử lý vướng mắc trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển, hỗ trợ các ngư dân ra khơi, đóng tàu theo nghị định 67 đã từ lâu từ trung ương đến địa phương đều nhận định đánh giá là sản xuất nông nghiệp của chúng ta vẫn là nhỏ lẻ manh mún. Xin hỏi Bộ trưởng đến bao giờ và giải pháp như thế nào để khắc phục dứt điểm nhận định đánh giá trên. Rất hoan nghênh Vĩnh Phúc đã vừa qua dồn điền đổi thừa tốt. Thế nhưng cũng chỉ là một bước. Dồn điền đổi thừa thì chẳng qua nó là mỗi hộ một hộ là ba xào thì dồn vào một miếng thành 1000 m. Chứ muốn là nó phải là một hecta 2 hecta thì cái chỗ này đi đôi với những chính sách chung thì chúng ta phải tháo gỡ những cái nút thắt tới đây nhất là những vấn đề về đất đai sẽ tiếp tục chủ trương của Quốc hội cho phép là sửa đổi Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với các bộ sẽ tập trung cái chỗ này để làm sao cố gắng khuyến khích được cái vấn đề tích tụ trên cơ sở tích tụ đó nó dần từng bước để chúng ta giảm nhanh cái số hộ nhỏ lẻ và cùng với đó là cái phát triển cơ cấu kinh tế đất nước tăng dần dịch vụ tăng dần đô thị tăng dần công nghiệp giảm bớt lao động nông nghiệp đi thì nó sẽ góp phần thúc đẩy cho cái tích tụ góp phần thúc đẩy sản xuất lớn nó tăng lên Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác quản lý điều tiết điện lực, việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng. Phát triển ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp cần đột phá về chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc sáng nay. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. Là một trong những cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của cả nước, những năm qua, trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới công tác tuyển sinh và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động. Hiện nhà trường đang đào tạo 19 nghề, trong đó có 10 nghề cao đẳng, 9 nghề trung cấp, đặc biệt có 4 nghề đạt cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường xây dựng quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp tổ chức đào tạo, đưa học sinh sinh viên đi thực tập và tổ chức các buổi giới thiệu việc làm cho sinh viên kết quả trên 95% học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đã có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. Mở rộng quy mô đối tượng đào tạo đa dạng hóa hình thức dạy nghề, trình độ đào tạo theo hướng chuẩn khu vực và quốc tế và gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp cũng là hướng đi được trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc lựa chọn trên con đường hội nhập và phát triển. Hiện nhà trường đang đào tạo 20 nghề cao đẳng, 26 nghề trung cấp, 5 nghề trọng điểm khu vực và quốc tế. Hầu hết học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm. Tại buổi làm việc, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề để đáp ứng tiêu chí trường chất lượng cao. Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho người học nghề có hộ khẩu Vĩnh Phúc, đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo các ngành công nghiệp ô tô, cơ khí. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề của hai nhà trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề còn chưa đồng bộ, việc khai thác sử dụng chưa phát triển. Việc liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp trong đào tạo nghề chưa bám sát với nhu cầu thực tế của xã hội. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các trường nghề tiếp tục quan tâm công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, phải có sự đột phá trong công tác đào tạo nghề, nhất là chất lượng đào tạo. Công tác dạy nghề phải thực sự chuyển biến về chất lượng và số lượng phấn đấu đạt trình độ tương đương hoặc cao hơn các trường nghề của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, đồng chí đề nghị là các trường phải nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hướng tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Còn bây giờ y tế người ta bắt đầu có cái này rồi. Tôi đồng tình là anh, anh, anh Quang nói về gì quy định là không có như vậy là đến giờ phút này là chưa có cái chuyện như vậy là của phần hóa. Nhưng tôi thiết nghĩ là bây giờ có một cái doanh nghiệp người ta muốn bây giờ mua lại toàn bộ cái phần này, người ta đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo, mà chất lượng đào tạo tốt hơn, số lượng nhiều hơn, đáp ứng cái nhu cầu tỉnh sẵn sàng. Tôi và các thực ra như thế, không có lý gì mà không sẵn sàng ngay. Mà tôi hướng tới báo cáo chỉ phải liên kết được với các cái doanh nghiệp nước ngoài và phấn đấu làm sao có các trường đào tạo của nước ngoài đủ tư và phải xác định là hướng tới hoạt động của các trường là như là một loại hình doanh nghiệp tức là tôi đứng ra tôi đứng đào tạo để tôi phục vụ cho doanh nghiệp và tôi tự chịu trách nhiệm toàn bộ những công việc này tôi suy nghĩ phải đến lúc đến đào tạo theo cơ chế thị trường thì chúng ta phải làm được cái việc này để cung ứng cho thị trường lao động hiện nay đối với các doanh nghiệp phải phù hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình xã hội và doanh nghiệp tại sao tôi muốn gắn doanh nghiệp vào đây bởi vì chúng ta đào tạo là để cho doanh nghiệp dứt khoát không thể để doanh nghiệp ngoài cuộc Đối với các kiến nghị đề xuất của hai nhà trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì giao các sở ban ngành liên quan chủ động làm việc trực tiếp với hai trường để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Chiều nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với ông Gianna Chủ tịch Tập đoàn p Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm trao đổi hợp tác đào tạo, tuyển dụng, điều dưỡng viên sang Đức thực tập làm việc. Ông Gianna Kupulot cho biết, P. là một trong những tập đoàn lớn về mô hình các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Đức với khoảng 2.000 nhân sự, tập đoàn P. đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, viện dưỡng lão, chăm sóc tại nhà, tại cơ sở chăm sóc trẻ em đặc biệt, thiểu năng trí tuệ, tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế với nhiều dự án hỗ trợ con người ở khắp châu Âu. Tập đoàn P. mong muốn được hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đào tạo chuyên ngành điều dưỡng viên để sang Đức thực tập làm việc chào mừng tập đoàn pfrequest tới thăm và làm việc tại vĩnh phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vũ việt văn cho biết những năm gần đây tỉnh quan tâm chú trọng đến công tác an sinh xã hội đặc biệt là lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở y tế tư nhân hoạt động hiệu quả trong đó bệnh viện hữu nghị lạc việt là một trong những bệnh viện tư nhân có đội ngũ y bác sĩ với trình độ chuyên môn cao hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại chuyến thăm không chỉ là cơ hội đối với đội ngũ cán bộ y tế tại bệnh viện hữu nghị lạc việt mà còn rất có ý nghĩa đối với ngành y tế Bình Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn tập đoàn Pflexwick sẽ chia sẻ, trao đổi, hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng cho đội ngũ điều dưỡng viên của tỉnh. Đây cũng sẽ là cơ hội để nguồn lao động của tỉnh tiếp cận được những kênh xuất khẩu lao động chính thống, qua đó góp phần giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Tri Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Năm 2019 với chủ đề tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân. Các cơ quan đơn vị địa phương tập trung quán triệt phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019, tập trung phổ biến tuyên truyền pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phối hợp giữa các cấp các ngành gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị đổi mới và đa dạng nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và 5 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 11. Trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2019, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có sai sót về lập trường chính trị, quan điểm, nổi bật đã tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các hoạt động đối ngoại nhân dân. Nhiều tin bài phóng sự trên báo chí của tỉnh được dư luận quan tâm, chú ý như quản lý cơ sở y tế tư nhân tác động của mạng xã hội, ngăn chặn hành vi trục lợi từ khám sức khỏe miễn phí, xử lý các đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép, xử lý vi phạm đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực xóa sổ tín dụng đen, khôi phục chăn nuôi sau dịch bệnh, ô nhiễm môi trường làng nghề. Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, chỉ thị 35 của Bộ Yên trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là nghị quyết chuông 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nghị quyết 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc sát nhập thôn, tổ dân phố, tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm, tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông, tuyên truyền những ngày kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm 2019 và năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm 2019, nhưng đến nay kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% dự toán. Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 29 tháng 10 năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 27.794 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Trong đó, thu thuế nội địa đạt 24.209 tỷ đồng, đạt 99,8% dự toán thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.585 tỷ đồng, đạt 101% dự toán. Để đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2019, ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt luật ngân sách nhà nước, các luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ động thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước chủ động phối hợp với lại hiệp hội doanh nghiệp các sở ban ngành của tỉnh để nắm bắt các khó khăn với các cái doanh nghiệp đang làm thủ tục tại tri cục để kịp thời tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp một mặt nữa thì chúng tôi cũng tổ chức niêm yết tuyên truyền phổ biến các cái văn bản chính sách mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đến cộng đồng các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là cũng theo cái quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo tổ cục rồi là cục hải quan hà nội thì chúng tôi uh, giả soát các cái khâu nghiệp vụ tránh để thất thu. Tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, lậu thuế tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ thi công các công trình, huyện Vĩnh Tường đang tập trung đẩy nhanh việc quyết toán các dự án công trình, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường đang quản lý 82 dự án trong đó có 7 dự án đã quyết toán với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, 29 dự án chưa quyết toán, trong đó có 14 dự án đã chỉnh quyết toán và tất toán, 5 dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và 10 dự án chưa bàn giao với tổng mức đầu tư trên 640 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm bàn giao quyết toán đối với một số công trình trên địa bàn chủ yếu do vướng mắc trong công tác nghiệm thu bàn giao trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, do một số nhà thầu còn chậm trễ trong việc tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình duyệt quyết toán một số chủ đầu tư ở cấp xã không đủ năng lực quản lý dự án. Để đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình, dự án trên địa bàn, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chủ đầu tư làm việc trực tiếp với nhà thầu, xử lý rứt điểm công tác quyết toán. Đối với nhà thầu không phối hợp với chủ đầu tư quyết toán dự án hoặc trôn tránh làm các thủ tục quyết toán, sẽ không cho phép tham gia đấu thầu dự án mới. Phần đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ban quản lý dự án huyện sẽ chỉnh thẩm định và phê duyệt quyết toán và tất toán thêm 19 dự án, bàn giao và đưa vào sử dụng 12 dự án. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hội nhập. Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã từng bước phát triển cả về quy mô, chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Những lớp học nghề như điện tử, may công nghiệp đang được mở tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tắp Đảo trong năm học này đã thu hút rất đông các học sinh tham gia. Bên cạnh việc tư vấn nghề nghiệp cho các học sinh ngay từ những ngày đầu năm học, trung tâm luôn quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề mở rộng những ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội, tham gia học nghề các em được trang bị đầy đủ kiến thức, vững tay nghề trước khi ra trường. Ở trường sáng em học văn hóa, chiều học nghề, nghề em đang theo là nghề điện lạnh. Em học nghề điện lạnh mong muốn sau này ra ngoài xã hội, em sẽ đi theo nghề phù hợp với nghề em đang học. Học nghề á các thầy cô giáo dạy nghề hướng dẫn học sinh rất là nhiệt tình và các thầy cô giúp chúng em thành thạo và hiểu thêm rất là rất nhiều về học nghề bọn em đang học. Năm học này, trung tâm có 21 lớp với tổng số 598 học sinh tham gia học văn hóa và học nghề. Hiện trung tâm đang liên kết với trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và trường cao đẳng công nghiệp và thương mại, đào tạo các nghề điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp, may công nghiệp, tin học, du lịch. Với đặc thù có gần 50% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc hướng nghiệp đào tạo nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu của các em cũng được trung tâm đặc biệt quan tâm. Qua công tác đào tạo nghề cho học sinh, nhà trường cũng đã có sự liên kết, kết nối với các công ty doanh nghiệp trong việc tìm kiếm việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Trong cái quá trình đào tạo liên kết với các đơn vị, trung tâm cũng chú trọng đến cái công tác là hướng nghiệp dạy nghề và đặc biệt là khâu thực hành tại các cơ sở sản xuất. Chính vì vậy mà nhờ làm tốt cái công tác phối hợp với các đơn vị dạy nghề mà trong những năm qua sau khi cái quá trình đào tạo ấy, thì trung tâm cũng các em học sinh trung tâm cũng được rất nhiều các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đến tuyển dụng và tạo điều kiện cho gần như là 100% các em có cơ hội và tìm kiếm việc làm cũng như là có việc làm sau đào tạo. Hầu hết các em học sinh của trung tâm sau tốt nghiệp đã được nhận vào các công ty doanh nghiệp và có thu nhập ổn định. Nhiều em học sinh đã sang lao động tại một số thị trường như Nhật Bản và Đài Loan đây là một hướng mở cho các em học sinh vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để phòng ngừa kẻ gian đột nhập vào các trường học trộm cắp tài sản, nhiều trường học đã chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sư phạm an toàn. Trường Trung học cơ sở Đạo Tú là một trong những trường đầu tiên của huyện Tam Dương lắp đặt hệ thống camera an ninh trong trường học. Hiệu quả cho thấy không chỉ giám sát, quản lý tốt các hoạt động dạy học mà còn là công cụ để phòng chống, phát hiện tội phạm trộm cắp tài sản. Nhờ cái hệ thống là lắp đặt hệ thống camera theo dõi bằng tia hồng ngoại cả ngày và đêm và được lưu lại. Ngoài ra thì nhà trường cũng nâng cao kết hợp với công an xã và bảo vệ nhà trường. Trường có vấn đề xảy ra mà hiện tượng lạ tập trung ở cổng trường hay bất kỳ chỗ nào là bảo vệ có thể gọi trực tiếp cho hiệu trưởng và công an xã cho nên mọi sự việc là uh, trở ra vào đây này không có một hiện tượng mất cắp mất trộm ở trong nhà trường xảy ra cùng với lắp đặt hệ thống camera an ninh các trường học trên địa bàn huyện Tam Dương thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong đảm bảo an ninh trật tự nâng cao ý thức cảnh giác cho giáo viên học sinh bố trí đủ lực lượng bảo vệ thường trực 24 trên 24 giờ đảm bảo an ninh trật tự và trong công tác phòng cháy chữa cháy nhà trường nó thì rất rộng và điều kiện cơ sở vật chất thì cũng là rất là nhiều. Đêm hôm thì tôi vẫn phải dậy và đi kiểm tra hai ba lần trong một đêm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 09 ngày 11 tháng 6 năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình bốn an toàn trong cơ quan doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an trật tự trong tình hình mới. Đây là cơ sở để các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản vì môi trường giáo dục an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.